Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh youtube Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. Nga thảo luận phương án lập vùng mới gồm 5 khu vực sát nhập từ Ukraine. Một quan chức thân Nga cho biết, Moscow dường như đang thảo luận về phương án lập một vùng liên bang gồm Crimea và 4 vùng mới sát nhập từ Ukraine hồi năm 2022. Chính quyền Nga đang thảo luận về khả năng thành lập một quận liên bang mới trong Liên bang Nga, bao gồm Donetsk và Lugas, Kherson, Zaporizhia và Krum. Thống đốc thân Moscow của vùng Zaporizhia, Zegani Balitsky nói với TASS, quả thực vấn đề này đang được thảo luận. Ngày nay, chúng ta cần một người xứng đáng sẽ lãnh đạo các khu vực mới gồm Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia và Krum. Tôi nghĩ rằng Krum cũng sẽ là một phần trong vùng mới, nhưng đây chỉ là giả định của tôi, ông nói. Ông cho rằng, Việc lập vùng mới là không nên trì hoãn vì các khu vực này cần thêm người để bảo vệ lợi ích của họ. Hồi tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh tổ chức lại cơ cấu quân đội nước này. sắc lệnh đưa 4 vùng sát nhập từ Ukraine, Kherson, Zaporizhia, Lugan, Donetsk vào quân khu phía nam của Nga. Nga sát nhập các vùng trên vào cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi tại những vùng đó. Đến nay, Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn 4 tỉnh này. Ukraine và phương Tây cũng không công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với Kherson, Zaporizhzhia, Lugansk và Donetsk. Kiev nêu rõ, một trong những điều kiện tiên quyết để nối lại hòa đàm là Nga phải rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine, khôi phục đường biên giới Ukraine được quốc tế công nhận năm 1991, trong đó có bán đảo Crimea, khu vực mà Nga xác nhập năm 2014 cũng thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Năm ngoái, ông Putin thông báo Nga có kế hoạch phân bổ 1,9 nghìn tỷ rúp, 20 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách liên bang trong 2 năm rưỡi tới để phát triển 4 khu vực tại Ukraine mà Moscow tuyên bố xác nhập vào năm 2022. UAV Ukraine tập kích trong đêm, nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy. Hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy lọc dầu Novo sau khi drone Ukraine tập kích cơ sở tại tỉnh Rostov, miền nam nước Nga. Lực lượng phòng không trực tiếp trong đêm đánh chặn và phá hủy 13 máy bay công người lái UAV của Ukraine trên bán đảo Crimea, 6 UAV tại tỉnh Belarus và một tên lửa chống hạm neptune tại tỉnh Rostov. Bộ Quốc phòng Nga ngày 6 tháng 6 thông báo. Vasily Golubet, tỉnh trưởng Rostov, cùng ngày cho biết một đám cháy bùng phát tại nhà máy lọc dầu Novo gần thành phố Rostov-on-Don sau vụ tập kích UAV. Lực lượng cứu hỏa cô lập ngọn lửa trong khu vực có diện tích khoảng 100m2 rồi dập tắt. Ông Kolobet khẳng định các nhân viên tại nhà máy Lovo Santin đã được sơ tán tới nơi an toàn, cơ sở phải dừng hoạt động do đợt tập kích kéo dài, chưa có thông tin chi tiết về thiệt hại tại nhà máy. Nhà máy Novosantin, nằm cách tỉnh Lugan khoảng 10 km về phía đông, là một trong những cơ sở lọc dầu quan trọng nhất ở miền nam nước Nga. Nhà máy thường xuyên bị Ukraine tập kích từ khi chiến sự bùng phát. Tỉnh trưởng Beroros Vasilas Lakos cho biết một vụ tập kích trong đêm phá hủy bồn chứa dầu tại kho ở Stary Okhoi phía bắc Ukraine, đám cháy nhanh chóng được dập tắt và không có thương vong. Ukraine gần đây tăng cường tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, đặc biệt là hạ tầng ngành dầu khí. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine thất thế trên chiến trường khi phải đối phó cùng lúc loạt đợt tiến công dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km lẫn chiến dịch Kharkov mà Nga mở từ ngày 10 tháng 5. Hồi tháng 2, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói với Tổng thống Vladimir Zelensky rằng Ukraine cần kiềm chế tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Theo các quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề, tuy nhiên Ukraine đến nay chưa có dấu hiệu nào sẽ chấm dứt các cuộc tập kích như vậy. Nga thiệt hại 60 tỷ đô la Mỹ vũ khí sau 2 năm chiến sự với Ukraine. Truyền thông Ukraine ước tính thiệt hại về vũ khí, khí tài của Nga sau hơn 2 năm chiến sự đã vượt quá 60 tỷ đô la Mỹ. Cổng thông tin tài chính Ukraine minfin.com.ua ước tính thiệt hại của Nga về vũ khí và thiết bị quân sự có thể đã vượt 60 tỷ đô la Mỹ sau hơn 2 năm chiến sự với Kiev. phi tính toán dựa trên dữ liệu do quân đội Ukraine công bố và tính toán của Forbi Ukraine cùng các nguồn khác. Nga chưa bình luận về thông tin này. Rất khó để bên thứ ba xác nhận những con số do một phía của cuộc chiến cung cấp vì đây có thể là đòn tâm lý chiến theo minfin tới năm thứ ba của cuộc chiến nga vẫn có khả năng bù đắp nhanh chóng các thiệt hại trên tiền tuyến liên quan tới xe tăng thiết giáp tốc độ sản xuất vũ ký của nga được đánh giá là áp đảo so với khối phương tây bên viện trợ chính cho ukraine tuy nhiên minfin cho rằng những thiệt hại khác ví dụ tàu chiến hệ thống tác chiến điện tử đắt tiền máy bay trinh sát rất khó để bù đắp nhanh chóng quân đội Ukraine tuyên bố Nga đã mất 357 máy bay quân sự và 326 trực thăng trong hơn 2 năm chiến sự. Trước đó, tướng Christopher Cavoli, chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ và chỉ huy đồng minh tối cao của NATO ở châu Âu, nói với các nhà lập pháp rằng lực lượng không quân Nga đã mất một số máy bay, nhưng chỉ mất khoảng 10% phi đội của họ. Tuy nhiên, Minfin cho rằng không phải máy bay nào cũng giống nhau, nhất là khi Ukraine từng tuyên bố đã bắn rơi những máy bay giá trị cao của Nga. Vào tháng 1, Ukraine nói rằng đã phá hủy máy bay cảnh báo sớm A-50 và máy bay kiểm soát trên không TNL-22 đắt đỏ của Nga trên biển Azov. Vào tháng 2, Ukraine tiếp tục tuyên bố đã bắn rơi một chiếc A-50 khác. Đây là những máy bay rất đắt đỏ và phức tạp. Nếu Nga thực sự mất chúng, việc thay thế nhanh chóng sẽ rất thách thức. Ukraine ước tính mỗi chiếc A-50 của Nga có giá khoảng 330 triệu USD trên biển, Ukraine nhiều lần phóng tên lửa, xuồng tự sát và UAV tấn công các tàu chiến của Nga ở hạm đội Biển Đen. Năm 2022, Ukraine từng tuyên bố đã bắn chìm xối hạm Mosca trị giá 750 triệu đô la Mỹ của Nga. Tháng 9 năm 2023, Ukraine được cho đã phóng tên lửa Storm Shadow vào Sevastopol, -Bon, làm hỏng tàu ngầm Rostov của Nga. Tình báo phương Tây và Ukraine cho rằng con tàu đã hư hại đến mức không thể sửa chữa. Ngoài ra, Ukraine cũng tuyên bố phá hủy một số tàu đổ bộ của nga mỗi con tàu đều có giá thành cao như Miss Novocherkassk và Olenegorsk Gornets trên mặt đất Minphi cho rằng một trong những vũ khí giá trị nhất của nga bị phá hủy là các hệ thống phòng không hiện đại như S300 và S400 cùng các trạm radar Mặt khác, Ukraine cũng tuyên bố tấn công thành công các thiết bị tác chiến điện tử rất phức tạp và đắt đỏ của Nga như RB-109A Bilina, Merman BN. Việc sản xuất các hệ thống tinh vi để bù đắp những thiệt hại không phải là nhiệm vụ đơn giản, nhất là trong bối cảnh phương Tây đang siết trừng phạt Nga ngăn Moscow tiếp cận nguồn thiết bị linh kiện cần thiết. Quả lực Nga áp đảo, con số tổn thất của Ukraine gây bất ngờ. Ở Kharkov, Ukraine đang vô cùng căng thẳng, bất chấp nỗ lực bổ sung thêm quân và khí tài. Ukraine vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn do hỏa lực dày đặc của Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine đẩy mạnh tấn công cho Pháo binh và xe tăng của lực lượng vũ trang Ukraine đang hoạt động tích cực ở khu vực gia phá hủy nhiều tòa nhà nhiều tầng và gây áp lực mạnh mẽ lên các vị trí của quân đội Nga. Tuy nhiên, tình hình với lực lượng Ukraine vẫn không hề dễ dàng. Hiện tại, quân đội Ukraine đang cố gắng duy trì quyền kiểm soát thành phố, bất chấp việc mất đi phần phía nam và phía đông của tiểu quận Novi, cũng như một phần tuyến đường sắt. Để giữ vững các vị trí và tăng cường gia tăng áp lực lên các đơn vị tấn công của Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đang tích cực sử dụng pháo binh và máy bay không người lái tấn công vào các vị trí của Nga. Theo AVB, lực lượng Ukraine cũng đang di chuyển bộ binh và thiết bị tới Telegeka và Belayagora, nhằm cố gắng giữ vững các tuyến phòng thủ và ngăn chặn quân Nga tập trung lực lượng để triển khai các cuộc tấn công. Tại khu vực Lechica, lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát ngôi làng, nhưng do mật độ hỏa lực của pháo binh Nga và sự hoạt động hiệu quả của máy bay không người lái khiến lực lượng Ukraine không đạt được thành công. Tấn công các mục tiêu ở khu vực Kharkov Trong đêm 3 tháng 6, quân đội Nga tấn công các mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kharkov ở zimir một trung tâm giải trí được chuyển thành nơi lưu trú tạm thời của binh sĩ đã bị tấn công cuộc tấn công được thực hiện bởi năm tên lửa chiến thực iskander m gây thương vong đáng kể cho lực lượng dự bị ukraine ở hướng này lực lượng vũ trang ukraine tiếp tục tổ chức phản công dù bị tổn thất rất lớn quân đội ukraine tích cực sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt động cơ cao hai mắt để tấn công khu vực biên giới vùng beroros Tuy nhiên, quân đội Nga đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công này và gây tổn thất đáng kể cho lực lượng vũ trang Ukraine. Các chuyên gia tin rằng lực lượng vũ trang Ukraine ngày càng gặp khó khăn trong việc sử dụng lực lượng dự bị ở gần Kharkov do các cây cầu bị phá hủy và sự phức tạp trong công tác hậu cần quân sự. Điều này làm chậm quá trình chuyển giao thiết bị và nhân lực, hạn chế khả năng cơ động của các đơn vị Ukraine. Mỗi ngày trên hướng Kharkov, lực lượng vũ trang Ukraine mất tới 50 đơn vị thiết bị và vũ khí, đây là con số đáng lo ngại trong thực trạng Ukraine đang phải đối diện với tình trạng thiếu hụt khí tài. Nga không kích bằng tên lửa Iskander, vị trí tập trung quân Ukraine bị thiệt hại nặng nề. Hình ảnh trong video công bố cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác vị trí tập trung quân của lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 95, tăng cường tấn công các vị trí quân sự ở hậu phương. Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công quy mô lớn vào những vị trí quân sự ở hậu phương của Ukraine tại khu vực Kakot, Tại khu vực này, Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine cũng đang gửi ngày càng nhiều lực lượng dự bị nhằm nỗ lực đẩy lùi cuộc tấn công đang diễn ra của Nga. Theo OSF, lực lượng vũ trang Ukraine đã tích lũy một lượng lớn khí tài ở khu vực Kakot, bao gồm cả các hệ thống NATO cung cấp cho Ukraine. Trước những hành động này, quân đội Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào hậu phương của khu vực Kakot để cản trở nỗ lực tiếp viện cho tiền tuyến của Ukraine. Theo đó, trinh sát của Nga tích cực hoạt động để phát hiện mục tiêu và sau đó là những cuộc tấn công chính xác. Việc phá hủy khí tài và cơ sở hạ tầng quân sự sẽ khiến Ukraine đối diện với tình trạng khó khăn trên tiền tuyến. Ở thành phố Kakot, các vị trí quân sự của Ukraine đã phải liên tiếp nhận những đòn công kích chính xác của quân đội Nga, SF thông tin. Hình ảnh trong video vừa được công bố cho thấy, tên lửa Iskander của Nga đã tấn công chính xác một vị trí phục vụ cho lực lượng vũ trang Ukraine ở thị trấn Iersum. Mục tiêu là trung tâm bệnh lao của địa phương, nhưng được lực lượng vũ trang Ukraine trưng dụng để làm nơi ở của lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 95. Một video khác được công khai gần đây cũng đã cho thấy kết quả của một cuộc tấn công mạnh mẽ bằng bơm hạng nặng KAB-250 và FAB-500 Nga vào các tòa nhà ở Kyivyan. Cuộc tấn công đã khiến lực lượng phòng thủ lãnh thổ Ukraine và lữ đoàn 44 của lực lượng vũ trang Ukraine bị tổn thất nặng nề. Su-25 của Ukraine bị bắn rơi. Trong ngày 4 tháng 6, AVB à, thông tin về vụ việc máy bay tấn công Su-25 của Ukraine bị bắn rơi ở khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, nhóm lực lượng phía Bắc Nga tiếp tục tiến sâu vào tiếng phòng thủ của Ukraine ở khu vực Kagod. Tình hình các hướng khác cũng được cải thiện. Nhóm quân sự Dnieper đã bắn hạ một chiếc Su-25 của Ukraine. Theo một số nguồn tin, đây là chiếc thứ 201 máy bay tấn công loại này của lực lượng vũ trang Ukraine bị quân đội Nga phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, hệ thống tên lửa ven biển Pasan của hạm đội biển đen Nga đã tấn công các mục tiêu mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine và bắn trúng một cách chính xác. Chiến sự Ukraine ngày 832, Nga âm thầm dẫn tới ở Donbass, cảnh báo rắn quân Pháp. Nga tuyên bố tấn công 112 khu vực tại Ukraine trong ngày và cảnh báo sẽ xem các sĩ quan đào tạo quân sự người Pháp tại Ukraine là mục tiêu chính đáng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 4 tháng 6 thông báo đã tấn công các đơn vị quân sự và hệ thống vũ khí của Ukraine tại 112 khu vực trong ngày, theo hãng TASS. Các cuộc tấn công được tiến hành bằng máy bay, máy bay không người lái UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh. Riêng tại khu vực Kakit, quân Nga tấn công 5 lữ đoàn của Ukraine và đẩy lùi 3 cuộc phản công. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng đã bắn rơi một máy bay cường kích Su-25 tại khu vực Cơ miền nam Ukraine. Các đơn vị phòng không Nga cũng bắn hạ 41 UAV cùng 18 quả rocket hai mắt và Oka trong ngày. Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên. Nga tiến lên tại Donetsk trong lúc cà kết được chú ý. Khi sự chú ý của công chúng chuyển sang cuộc tấn công mới của Moscow ở Kakit, các lực lượng Nga vẫn tiến quân chạm mà chắc vào khu vực Donbass ở miền đông Ukraine, nơi vẫn là mục tiêu chính của Moscow, theo trang The Kiss in the ngày 4 tháng 6. Di chuyển về phía Tây sau khi kiểm soát hai thành phố Bakhmut và Adika, quân đội Nga đã giành được hơn chục ngôi làng nhỏ và đến gần thị trấn Yar, cũng như tuyến đường cao tốc chiến lược phía nam thị trấn Ivaniske nằm trên đường cao tốc giữa Bakhmut và Chasitia, là một trong những ngôi làng mới nhất đối mặt với nguy cơ bị chiếm giữ. Với cuộc tấn công vào Ivaniske, Nga đang cố gắng tạo được một vòng quay chủ động bao quanh Chasitia, một thị trấn nằm trên vùng đất cao chiến lược. Các chỉ huy giải binh sĩ Ukraine tại khu vực cho biết quân Nga đã tiến vào Ivaniske hồi tháng 2 và kiểm soát những con đường chính vào tháng 4. Hiện tại, giao tranh căng thẳng đang diễn ra tại từng ngôi nhà, tại những dãy nhà cuối cùng của Ivanitska và các binh sĩ Ukraine đang dần bị đẩy lùi khỏi ngôi làng. Với tình hình ở tỉnh Donetsk, ngày càng trở nên tồi tệ do nguồn lực vẫn khan hiếm. Các đơn vị Ukraine kiệt sức đang bị phân tán mỏng trên mặt trận đang chuyển biến, theo The Kiss in Danfiden. Ukraine nói vũ khí phương Tây sẽ làm suy yếu Nga. Chánh dân phòng Andriy Yermak của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4 tháng 6 cho biết, việc sử dụng vũ khí phương tây để tấn công bên trong lãnh thổ nga là một quyết định quan trọng sẽ ảnh hưởng đến lực lượng máy bay chiến thuật của moscow và khả năng hoạt động của họ ở khu vực biên giới theo reuters sau áp lực từ ukraine và một số đồng minh châu âu tuần trước mỹ đã đồng ý thay đổi chính sách và cho phép kis tấn công bên trong lãnh thổ nga bằng vũ khí phương tây ukraine cho biết động thái này sẽ giúp đẩy lùi bước tiến của nga và bảo vệ lãnh thổ tốt hơn ở khu vực kakit ông jemad nói trên ứng dụng nhắn tin telegram Việc cho phép sử dụng vũ khí phương Tây trên lãnh thổ Liên bang Nga là một quyết định quan trọng. Điều này sẽ tác động đến việc tiến hành chiến tranh, lên kế hoạch cho các hành động phản công và sẽ làm suy yếu khả năng sử dụng lực lượng của Nga ở khu vực biên giới. Các quan chức nói rằng quyết định này cũng sẽ giúp chống lại các cuộc tấn công trên không của Nga tốt hơn. Các quan chức chính quyền Mỹ cho biết, Nhà Trắng giới hạn việc sử dụng vũ khí Mỹ ở khu vực Kaik Họ nói rằng Washington chỉ cho phép Kiss sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để bắn trả lực lượng Nga, tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ từ bên kia biên giới. Cuộc chiến chống lại USV ở Biển Đen Các kỹ sư Nga đang làm việc không biết mệt mỏi để tăng cường khả năng phòng thủ chống lại phương tiện mặt nước không người lái USV của Hải quân Kiev. Theo Anna New, để tăng cường khả năng phòng thủ chống lại USV của Hải quân Ukraine, các kỹ sư Nga đã hiện đại hóa súng máy GSHG-7.62 thời Liên Xô. Súng máy được nâng cấp này dự kiến sẽ được lắp đặt trên một số tàu chiến súng máy GSHG-7.62, lấy cảm hứng từ thiết kế súng Gatling, có khối 4 nòng xoay, nó có tốc độ bắn tối đa đáng kinh ngạc là 6.000 viên mỗi phút. Ngoài ra còn có một tốc độ thay thế, cho phép nó bắn 3.500 viên mỗi phút. Tốc độ bắn ấn tượng này được cung cấp bởi một số ổ đĩa khí điện. Tuy nhiên, tốc độ bắn nhanh như vậy đặt ra những thách thức. Chỉ sau 8 giây bắn liên tục 8 tròn phát, nòng súng máy quá nóng và cần được làm mát. Để giải quyết vấn đề này, ổ đĩa khí điện đã được thay bằng ổ đĩa điện, giảm tốc độ bắn xuống còn 300 viên mỗi phút. Cơ quan Mars đã nêu chi tiết về quá trình hiện đại hóa GSHG-7.62 này. Phiên bản nâng cấp của súng máy này chủ yếu được lắp đặt trên tàu chiến để phòng thủ chống lại USV của Hải quân Ukraine cần lưu ý rằng kiev đang tích cực triển khai usv ở biển đen để nhằm mục tiêu vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng ven biển của nga các cuộc đột kích ban đêm của tàu không người lái ukraine đã trở thành mối lo ngại đáng kể đối với hạm đội biển đen nga tận dụng sự che chở của mạng đêm lực lượng kiev đã gây tổn thất đáng kể cho hạm đội biển đen của nga điều thú vị là chiến thuật này đã thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp nga ông denis olosmengo tổng giám đốc phòng thí nghiệm PPSH, lưu ý rằng Moscow đang tích cực tìm kiếm các hệ thống hình ảnh nhiệt để tăng cường khả năng bảo vệ hàm đội biển đen của mình, mặc dù các hệ thống này sẽ không loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ các cuộc tấn công trên mặt nước của Ukraine. Nhưng ông Olosmenko tin rằng chúng sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ thành công của các cuộc tấn công kiểu này của Kiev. Phòng thí nghiệm PPSH chuyên tạo ra các camera, ống kính và kính ngắm hình ảnh nhiệt. Ukraine cho phép tuyển mộ quân nhân đảo ngũ Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực đáng kể. Cục điều tra nhà nước Ukraine, SBI đã cho phép lực lượng vũ trang nước này tuyển mộ những quân nhân đào ngũ nhằm ứng phó với sự thiếu nhân lực. Ria Novosti trích dẫn một bức thư do Giám đốc SBI Alexei Sukhachov gửi tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sitsky theo tài liệu cho đến nay, biện pháp giải quyết những trường hợp quân nhân rời bỏ đơn vị mà không được phép hoặc quyết định tự nguyện trở lại phục vụ sau khi đào ngũ vẫn chưa được xác định rõ ràng. Ông Alexei Sukhakov được cho là đã đề nghị tướng Oleksandr Zizky định hướng cho các chỉ huy đơn vị về sự cần thiết trong việc bảo đảm tiếp nhận những người tự nguyện trở lại với mong muốn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hồi tháng 5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng thông báo ý định tối ưu hóa các hoạt động của cơ quan này bằng cách giảm tới 60% nhân sự và sử dụng nguồn nhân lực này để bổ sung cho các cơ quan chỉ huy và kiểm soát ở cấp độ tác chiến và chiến thuật, cũng như các đơn vị chiến đấu. Cũng liên quan vấn đề nhân lực, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Katerina Chechnohorenko cho biết, khoảng 1,6 triệu nam giới nước này trong độ tuổi nhập ngũ đã cập nhật dữ liệu đăng ký nghĩa vụ quân sự theo các tiêu chuẩn huy động quân mới có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5, trong đó có hơn 1,4 triệu trường hợp cập nhật thông qua ứng dụng Receive+, từ ngày 18 tháng 6 mã QR trong ứng dụng này sẽ đóng vai trò là tài liệu đăng ký quân sự điện tử, loại bỏ yêu cầu phải mang theo tài liệu giấy. Mặc dù Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông báo rằng lệnh triệu tập hiện sẽ không được gửi qua ứng dụng, nhưng quân nhân và quân nhân dự bị trong độ tuổi 18 đến 60 phải cập nhật thông tin trước ngày 16 tháng 8. Quốc hội Ukraine đã thông qua luật huy động quân mới vào giữa tháng 4 nhằm tăng cường quân số cho lực lượng vũ trang trong bối cảnh xung đột căng thẳng. Ngay trước khi luật này được thông qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã ký ban hành luật hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự tối thiểu, bắt buộc từ 27 xuống 25 tuổi. Tổng thống Putin thông tin bất ngờ về tổn thất của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5 tháng 6 cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đang mất ít nhất 50.000 quân nhân mỗi tháng, gấp 5 lần so với quân đội Nga. Ông Putin đã nói chuyện với các phóng viên của các hãng thông tấn quốc tế bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg, SPF rằng, theo ước tính của chúng tôi, quân đội Ukraine mất khoảng 50.000 người mỗi tháng. Ông đồng thời cho biết thêm rằng, tỷ lệ thương vong về mặt vệ sinh và không thể phục hồi là khoảng 50/50. /50. Dù không nêu rõ con số thương vong của Nga, ông Putin cho biết số tổn thất không thể khắc phục ít nhất 5 lần so với những gì lực lượng Kiev phải gánh chịu. Tổng thống tiết lộ hiện có 1.348 quân nhân Nga bị giữ ở Ukraine như tù nhân chiến tranh, trong khi 6.465 quân nhân Ukraine đang bị Nga giam giữ. Ukraine có khả năng huy động khoảng 30.000 quân mỗi tháng và không có nhiều tình nguyện viên, ông Putin giải thích. Nhà lãnh đạo Nga nói, điều đó không giải quyết được vấn đề, tất cả những người mà họ có thể huy động đều đi thay thế những tổn thất trên chiến trường. Ông Putin nói thêm rằng có một bí mật mở ở Ukraine rằng nỗ lực hạ thấp độ tuổi nhập ngũ đến từ Mỹ. Vào tháng 4, Kiev đã sửa đổi quyết định cho phép nhập ngũ ở độ tuổi 25, giảm so với ngưỡng trước đó là 27. Theo ông Putin, Washington muốn sửa lại thành 23, sau đó là 18 hoặc có thể trực tiếp lên 18, và đã thuyết phục Ukraine yêu cầu thanh niên 17 tuổi đăng ký động viên. Theo chỉ thị từ Cục Điều tra Nhà nước FBI gửi tổng tư lệnh AFU, ông Alexander Sisky được công bố hôm thứ Tư, tình trạng thiếu quân trầm trọng ở tiền tuyến đã khiến Kiev phải cân nhắc tiếp nhận những người đào ngũ đã chọn quay trở lại chiến trường. Trong diễn biến khác liên quan, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sisky cho biết tình hình ở mặt trận vẫn còn khó khăn đối với Kiev. Một ấn phẩm trên kênh Telegram của ông cho biết tình hình vẫn còn khó khăn do cường độ thủ địch cao quân nhân Ukraine chỉ ra những khó khăn ở khu vực Kupyang, nơi quân đội Nga đang xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine từ hai hướng. Ông Sisky cũng tuyên bố rằng tiếp tục tiến về các hướng Kurakhovsky, Pokrovsky và Kharkov. Đầu tháng 5, Phó Cục trưởng Cục tình báo chính GUR của Bộ Quốc phòng Ukraine Vadim Skibitsky gọi tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine khó khăn như những ngày đầu tiên của chiến dịch đặc biệt, đồng thời nói thêm rằng nó có thể trở nên tồi tệ hơn Kể từ đầu tháng trước, nhóm quân miền Bắc đã tích cực tiến sâu vào tuyến phòng thủ của địch trong khu vực và đã giải phóng một số khu định cư. Vào cuối tháng 5, các chiến binh đã chiếm làng Ivanovka. Theo ghi nhận của người đứng đầu chính quyền khu vực Kharkov, khoảng 300 km vuông khu vực này hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga. Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh quân đội Nga kiểm soát phía Tây và phía Bắc. Ngược lại, Bộ Tổng Tham mưu, lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận các đơn vị Ukraine trong khu vực này phải di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn, tức là rút lui thư ký NATO chỉ trích Trung Quốc không dự hội nghị hòa bình Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của Trung Quốc không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ, đồng thời gọi đó là điều đáng tiếc trong cuộc phỏng vấn với NDR mới đây. Ông Stoltenberg nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn hôm 4 tháng 6 rằng việc Trung Quốc rút khỏi hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ nếu bật lập trường của nước này về cuộc chiến của Nga và Ukraine. Ông chỉ trích Trung Quốc ủng hộ nền kinh tế quân sự của Nga, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không thể đứng ở cả hai phe, đề cập đến nỗ lực của Trung Quốc nhằm bình thường hóa quan hệ với các nước đồng minh châu Âu, là thành viên NATO, nhưng đồng thời cũng là nước ủng hộ chính cho cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Cuộc chiến vốn bị NATO mô tả là mối đe dọa lớn nhất và trực tiếp nhất đối với an ninh của châu Âu. Rồi từ hôm 31 tháng 5, dẫn nguồn tin cho biết Trung Quốc đã quyết định không tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ. Trung Quốc sau đó xác nhận vắng mặt tại cuộc họp do Nga không được mời. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cáo buộc Trung Quốc không những không tham gia hội nghị mà còn đang cố gắng ngăn cản các nước khác tham gia. Đáp lại, Bắc Kinh ngày 3 tháng 6 đã bác bỏ cáo buộc của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng nước này ngăn cản các quốc gia khác tham dự hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ. Cụ thể, Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 3 tháng 6 tuyên bố rằng lập trường của Trung Quốc là cởi mở và minh bạch, hoàn toàn không có trường hợp gây áp lực lên các nước khác về các cuộc đàm phán hòa bình, lập trường của Trung Quốc là công bằng và chính đáng. Nước này không nhắm vào bất kỳ nước thứ ba nào và tất nhiên không nhằm mục đích cản trở Thụy Sĩ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh vì hòa bình này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Bà Mao Ninh cũng nhắc lại lý do Trung Quốc không thể tham dự hội nghị ở Thụy Sĩ vì các điều kiện cần thiết, ví dụ như sự công nhận từ Nga và Ukraine, sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về tất cả các kế hoạch hòa bình chưa được tạo ra. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine sẽ có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới và dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6. Văn phòng Tổng thống Ukraine đưa tin, tính đến ngày 3 tháng 6, 107 quốc gia đã cam kết tham gia hội nghị. Binh sĩ Ukraine tử thủ ở Vochan tiết lộ cách hữu hiệu ngăn quân Nga tấn công cốp Binh sĩ Ukraine đang trấn thủ tại thị trấn Vochan, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt tin rằng việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga có thể cản trở nỗ lực của Moscow để tiến sâu hơn vào cả cốp. Tờ Telegraph của Anh đã phỏng vấn các binh sĩ Ukraine ở Vochan và họ thừa nhận rằng việc được phép tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây đang mở ra các cơ hội cho Kiev để tấn công các chuỗi hậu cần, căn cứ không quân và binh sĩ của Nga các binh sĩ thuộc lữ đoàn số 71 của lực lượng vũ trang Ukraine và các quân nhân Ukraine khác đang bảo vệ Kharkov gần Vochan đã chia sẻ với Telegraph về mức độ hữu ích đặc biệt của việc được phép tấn công vào lãnh thổ Nga. Cựu thợ mỏ nhỏ ở tỉnh Elvip cho biết, trước đây, khi tình báo thông báo cho họ về tọa độ mục tiêu của Nga, họ không thể đánh trúng chúng. Nhưng nay, nhờ được sử dụng vũ khí tối tân của phương Tây, họ đã có khả năng tấn công vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Quyết định của Nhà Trắng là đúng đắn và quan trọng. Mặc dù muộn, tờ Telegraph dẫn tuyên bố của quân đội Ukraine về quyết định của chính quyền Biden để cho phép Kiev dùng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga. Những người lính đang chiến đấu để bảo vệ vô kể lại rằng trước đây Ukraine không thể tấn công các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga ở biên giới. Khi các lực lượng Nga tiến hành cuộc tấn công Kakov vào tháng 5, Ukraine không thể tấn công vào các điểm tập trung quân của đối phương hoặc tiến hành các cuộc phản công hiệu quả do các hạn chế của phương Tây. Quân đội Nga được cho là đã lợi dụng điểm này để pháo kích hoặc không kích các cốp từ phía biên giới của họ nhằm giảm rủi ro cho các lực lượng của họ. Quân đội Ukraine dự đoán các cuộc tấn công của nước này nhằm vào chuỗi cung ứng và hậu cần, cũng như các căn cứ không quân, pháo binh và các địa điểm tập trung, tập kết binh sĩ Nga bên trong lãnh thổ nước này, giờ đây sẽ gây tổn hại đáng kể cho nỗ lực của Nga nhằm tiến sâu vào các cốp. Điều quan trọng chúng ta cần làm được là phá vỡ chuỗi hậu cần của họ. Cuối cùng, chúng tôi sẽ đẩy lùi được họ, binh sĩ Oleksan, một trong những binh sĩ của Lữ đoàn 71 tuyên bố. Các binh sĩ Ukraine cũng mô tả các điều kiện khó khăn hiện tại ở mặt trận do quân Nga vẫn đông hơn rất nhiều so với lực lượng Ukraine. Về mặt vũ khí, mặc dù đạn dược của Mỹ cuối cùng đã được vận chuyển đến tiền tuyến sau một thời gian dài gián đoạn. Nếu chúng tôi bắn 10 quả đạn, họ dùng 50 quả, ngay cả khi chúng tôi được tiếp thêm đạn, thì nòng pháo của chúng tôi cũng đã bị cũ và mòn rồi, một lính pháo binh chia sẻ. Người lính này cũng thừa nhận, việc được phép tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ giúp ích cho lực lượng Ukraine. Chúng ta phải tiêu diệt lính Nga trên lãnh thổ của họ để họ không đến đây. Telegraph cũng trích dẫn tuyên bố của ông Andrei Yemak, người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine rằng việc Mỹ và phương Tây cho phép Kiev tấn công lãnh thổ Nga là một quyết định cực kỳ quan trọng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cục diện cuộc chiến, việc lên kế hoạch phản công và sẽ làm suy yếu khả năng sử dụng lực lượng của họ ở khu vực biên giới, ông Yemak nói. Chỉ huy lực lượng đặc biệt Amat của Nga hé lộ trận chiến quyết định. TASS đưa tin, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ hoàn thành vào năm 2024 với việc lực lượng Nga đánh bại hoàn toàn lực lượng vũ trang Ukraine. Theo chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Amat Alaudinov, Nga sẽ có thể tiêu diệt lực lượng mà lực lượng vũ trang Ukraine mới tập hợp Ông nói thêm rằng Nga có một nguồn lực quân sự đáng kể. Tôi sẽ không rời xa những gì tôi đã nói ở đây. Tôi tin rằng năm 2024 này sẽ kết thúc với chiến thắng của Nga, sĩ quan này nói. Alaudinov Al cũng cho rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc chiến quyết định. Ông hứa sẽ làm mọi cách để đảm bảo hoạt động quân sự kết thúc vào năm 2024. Theo Alaudinov, Al người chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Amat, quân đội Nga tiếp tục kiểm soát tình hình hoạt động. Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Tổng thống Putin gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua. Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác. Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng đáp trả lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc hoặc bị gây áp lực và tống tiền. Trong khi đó, liên minh này bất chấp sự phản đối của Moscow lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga. Trung Quốc tuyên bố bất ngờ về kế hoạch hòa bình Ukraine Ngoại trưởng Bắc Kinh Vương Nghị cho biết, lộ trình giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine do Trung Quốc và Brazil đề xuất đã được 20 quốc gia ủng hộ. Bắc Kinh đã từ chối lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ vào cuối tháng này trước sự không hài lòng của Kiev, cho rằng những cuộc họp như vậy là vô nghĩa nếu Moscow không được mời. Trong cuộc họp chung với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Hakan Fidan, tại Bắc Kinh hôm 4 tháng 6, ông Vương tuyên bố rằng 26 quốc gia đã xác nhận rằng họ sẵn sàng đồng ý hoặc đang xem xét ủng hộ những hiểu biết chung mà Brazil và Trung Quốc đã đạt được vào tháng trước. Ông Vương cho biết, 45 quốc gia khác từ năm châu lục đã đưa ra phản hồi tích cực do hai quốc gia BRICS đưa ra. Ông kêu gọi thêm nhiều quốc gia ủng hộ sáng kiến này, vì thế giới cần những tiếng nói khách quan, cân bằng, có lợi và mang tính xây dựng hơn về cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo ông Vương, Nga và Ukraine cũng đã khẳng định phần lớn nội dung của đề xuất này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ukraine đã đáp lại bình luận của ông Vương bằng cách lên án việc Trung Quốc không tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu ở Lusani. Kiev khẳng định chỉ Ukraine mới nên xác định hòa bình trông như thế nào và nền tảng duy nhất cho hòa bình sẽ là công thức hòa bình của Vladimir Zelensky. Đề xuất do Trung Quốc và Brazil đưa ra vào tháng trước bao gồm ba nguyên tắc nhằm giảm leo thang xung đột ở Ukraine, bao gồm không mở rộng chiến trường, không leo thang giao tranh và không có hành động khiêu khích của bất cứ bên nào. Họ chỉ ra ngoại giao là cách duy nhất để giải quyết xung đột, kêu gọi tổ chức Hội nghị Hòa bình Quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận. Chính phủ Trung Quốc tin rằng các điều kiện chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, ông Vương nói hôm thứ Ba. Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng trước đã nhắc lại rằng ông sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, nhưng nói thêm rằng việc tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào mà không có Moscow như Hội nghị Thượng đỉnh Thụy Sĩ dự định thực hiện là vô nghĩa. Nga phá hủy kho vũ khí nước ngoài ở Ukraine Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này tấn công địa điểm lưu trữ vũ khí và thiết bị do quân đoàn nước ngoài sử dụng để chiến đấu ở Ukraine. Bằng máy bay tác chiến, chiến thuật, máy bay không người lái, lính tên lửa và pháo binh, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã phá hủy các kho vũ khí và thiết bị quân sự của nhóm tác chiến. Chiến lược Hotissa của lực lượng vũ trang Ukraine và các máy bay chiến đấu của quân đoàn nước ngoài tại đây, Bộ Quốc phòng Nga thông tin. Các mục tiêu tấn công khác bao gồm nơi lưu trữ máy bay không người lái, các điểm tập trung quân nhân và thiết bị quân sự trên 118 khu vực. Trong ngày, hệ thống phòng không của Nga phá hủy được 55 máy bay không người lái của Ukraine. Bên cạnh đó, lực lượng Nga cũng nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng và liên lạc quân sự của Ukraine để trả đũa các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các thành phố của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, quân đội Nga triển khai hoạt động một cách thận trọng và tránh các cuộc tấn công vào các tòa nhà dân cư cũng như cơ sở hạ tầng xã hội. Trước đó, ngày 4 tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng cảnh báo bất kỳ quân nhân nước ngoài nào được cử tới Ukraine cũng sẽ là mục tiêu chính đáng trong các cuộc tấn công của Nga, cho dù họ đến từ Pháp hay bất kỳ nước nào khác. Bình luận của ông Peskov được cho là ám chỉ kế hoạch của Pháp gửi quân nhân huấn luyện đến Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiều lần tuyên bố không loại trừ khả năng các thành viên NATO đưa quân tới Ukraine. Thực tế là bất kỳ quân nhân huấn luyện nào tham gia huấn luyện cho binh sĩ Ukraine đều không có quyền miễn trừ. Việc họ có phải là người Pháp hay không không quan trọng, ông Peskov nói với các phóng viên. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy các quân nhân huấn luyện người Pháp đã và đang làm việc tại Ukraine. Ông Lavrov cảnh báo, dù là thành viên của lực lượng vũ trang Pháp hay lính đánh thuê, họ đều là mục tiêu chính đáng của lực lượng vũ trang Nga. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho rằng các quân nhân huấn luyện của phương Tây từ lâu đã có mặt ở Ukraine. Theo Reuters, Pháp đã tìm cách thành lập và lãnh đạo liên minh gồm các quốc gia cung cấp quân nhân huấn luyện cho Kiev. Theo kế hoạch, ban đầu, Paris sẽ cử một số lượng nhân sự hạn chế để đánh giá tính khả thi trước khi cử hàng trăm người hướng dẫn tới Ukraine. Khóa huấn luyện sẽ tập trung vào việc giả phá bom mìn và bảo trì các thiết bị do phương Tây sản xuất, bao gồm cả máy bay chiến đấu. Paris cũng sẽ tài trợ, trang bị và huấn luyện cho một lữ đoàn cơ giới của Ukraine. Mỹ triển khai hai biện pháp để chặn bước tiến của Nga ở Ukraine Quyết định mới này của Mỹ đánh dấu một bước ngoặt khác của vòng xoáy ăn miếng trả miếng đã liên tục làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn. Để chặn những bước tiến của Nga ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiến hành hai biện pháp cứng rắn mới, trừng phạt các công ty Trung Quốc với cáo buộc cung cấp công nghệ quan trọng cho Moscow và dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm ngắn của Mỹ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Theo tờ Washington Post mới đây, đầu tháng 5 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp lệnh trừng phạt lên hơn chục công ty ở Trung Quốc và Hồng Kông với cáo buộc ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các lệnh trừng phạt của họ nhắm vào những thực thể Trung Quốc chịu trách nhiệm phát triển và cung cấp thiết bị công nghệ, sản xuất và hàng không vũ trụ lưỡng dụng cho các thực thể có trụ sở tại Nga. Theo Reuters, 20 công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Hồng Kông nằm trong danh sách trừng phạt trên. Đây là một trong những hành động có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất chống lại các công ty Trung Quốc cho đến nay khi Mỹ đưa ra các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Động thái này diễn ra sau nhiều cảnh báo liên tục từ các quan chức hàng đầu của Mỹ. Họ nói rằng đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc phải ngăn chặn việc cung cấp các mặt hàng công dụng kép dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự cho Nga, mà có thể được dùng cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Các lệnh trừng phạt được đưa ra nhằm ngăn chặn hành vi né lệnh trừng phạt và hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp, quân sự cũng như các chương trình vũ khí sinh học, hóa học của Nga. Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào những bên tham gia cung cấp vật liệu cho Nga để sử dụng trong chất nổ. Về quyết định của Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ có hạn chế để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Quan chức Mỹ lo ngại rằng Nga đang tập trung quân và thiết bị ngay kia biên giới trong lãnh thổ Nga để tấn công Kakov và các thành phố khác ở miền đông Ukraine. Vì vậy, pháo binh và tên lửa tầm ngắn của Mỹ có thể tấn công các mục tiêu này mà không đe dọa tấn công sâu vào Nga. Trước đó, Mỹ đã hạn chế sử dụng chúng ở bên trong Ukraine, vì vậy chúng không thể tấn công các trung tâm hậu cần và hoạt động điều phối quân lớn của Nga ngay bên kia biên giới. Theo Washington Post, Ukraine cho rằng sự thay đổi này sẽ làm tranh lệch hướng tấn công của Nga ở khu vực Kharkov và thậm chí có thể lật ngược tình thế cuộc chiến. Trong khi đó, phía Nga cho rằng đây là một sự leo thang lớn và đe dọa sẽ tấn công trực tiếp vào các mục tiêu của phương Tây ở Ukraine. Nguồn tin trên lưu ý quyết định mới này của Mỹ đánh dấu một bước ngoặt khác của vòng xoáy ăn miếng trả miếng đã liên tục làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn mà không đưa ra giải pháp nào để kết thúc cuộc chiến ở Ukraine. Vòng xoáy trên, các cuộc tấn công không ngừng của Nga và sự hỗ trợ quân sự ngày càng tăng của phương Tây dành cho Ukraine đã leo thang trong gần 2 năm rưỡi qua. Nếu không có quá trình thương lượng, nó có thể tiếp tục trong nhiều năm tới. Và một thời điểm nào đó, bên này hay bên kia cuối cùng có thể vượt qua ranh giới đỏ thực sự. Điều này có thể dẫn đến cuộc đối đầu trực tiếp mà chính quyền Biden đang cố gắng tránh. Cùng với đó, Ukraine sẽ tiếp tục chịu thiệt hại và cái giá phải trả với phương Tây từ cuộc xung đột này sẽ tiếp tục gia tăng. Do đó, cần phải có một cách tốt hơn để quản lý cuộc khủng hoảng này, tờ Washington Post kết luận. Ukraine đề nghị NATO tấn công tên lửa vào UAV Nga Ukraine đang kêu gọi các đồng minh phương Tây của mình đưa ra phản ứng cứng rắn hơn đối với Nga, đó là chủ động tấn công tên lửa và máy bay không người lái. Các nước phương Tây nên ngay lập tức sử dụng hệ thống phòng không của mình để bảo vệ lãnh thổ Ukraine trước sự tấn công của tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Tuyên bố trên được đưa ra bởi đại sứ Ukraine tại Berlin, ông Alexei Makiv, khi nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp hỗ trợ quân sự kịp thời. Nhà ngoại giao Ukraine kêu gọi Đức và các nước châu Âu khác cần nhanh chóng sử dụng hệ thống phòng không để bảo vệ miền Tây Ukraine. Đại sứ Makiv một lần nữa nói rằng, việc các nước không liên quan đến cuộc xung đột đánh chặn tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine, tuân thủ luật pháp quốc tế và sẽ không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho phương Tây. Ông Markip nói rằng, luật pháp quốc tế cho phép những hành động như vậy, phương Tây sẽ không bị coi là liên quan đến cuộc xung đột. Để chứng minh cho lời nói của mình, ông đã tham khảo Hiến chương Liên Hợp Quốc. Quy tắc duy nhất còn hiệu lực và được ghi trong Hiến trương Liên Hợp Quốc. Một quốc gia bị tấn công có thể tự vệ, trong khi các nước khác có quyền rất rõ ràng để giúp đỡ quốc gia nói trên. Sự hỗ trợ này không có danh giới, ngoại lệ duy nhất chỉ là việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt mà thôi, đại sứ Markip nói rõ. Nhà ngoại giao này lưu ý rằng, việc sử dụng các hệ thống phòng không từ lãnh thổ các nước phương Tây sẽ không cấu thành việc tham gia vào cuộc xung đột mà chỉ nhằm bảo vệ Ukraine. Ông Markiev dẫn ví dụ về việc Mỹ bắn hạ nhiều tên lửa Iran tiến về lãnh thổ Israel, mặc dù Washington không chính thức tham gia cuộc chiến giữa Tel Aviv và Tehran. Các chuyên gia tin rằng, sẽ là bước đi tiếp theo của phương Tây chống lại Nga, tình hình sẽ phát triển dần dần. Đầu tiên, họ sẽ lên kế hoạch bao phủ phần phía Tây của Ukraine, và sau đó phạm vi tác chiến sẽ mở rộng. Phương Tây hiện không thấy phản ứng mạnh mẽ của Moscow trước việc vượt qua các làn danh đỏ đã được Điện Kremlin thiết lập, bao gồm cả những cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí NATO. Nhiều nhà phân tích quân sự và chính trị tại phương Tây tin rằng phản ứng của Nga trước những hành động như vậy sẽ mang tính quyết định đến các bước đi sau đó. Nếu Moscow không thực hiện các biện pháp trả đũa mạnh mẽ, phương Tây có thể tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở Ukraine. Điều này sẽ dẫn đến xung đột leo thang thậm chí còn lớn hơn trước. Nga siết chặt an ninh với Tổng thống Putin, yêu cầu ông mặc giáp chống đạn. Tờ The Moscow Times trích các nguồn tin rằng các cơ quan đặc biệt của Nga đã tăng cường các biện pháp an ninh vốn đã nghiêm ngặt xung quanh Tổng thống Vladimir Putin ở mức chưa từng có. Các nguồn tin của The Moscow Times là hai quan chức Nga từng có mặt trong nhiều lần xuất hiện trước công chúng của Putin cũng như nguồn tin thân cận với Điện Kremlin. Điện Kremlin vốn đã được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao do cuộc chiến Ukraine đã lo lắng trước các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các chính trị gia cấp cao ở châu Âu và châu Á, đã tăng cường an ninh cho Putin để đáp trả. Điện Kremlin rất coi trọng vấn đề an ninh của Vladimir Putin. Ông ấy được bảo vệ bởi các đội quân cận vệ hữu hình và vô hình. Một quan chức Nga giấu tên từng tham dự lễ duyệt binh ngày chiến thắng hôm 9 tháng 5 nói với tờ báo. Một quan chức thứ hai cho biết, trong số các yếu tố rủi ro đối với Điện Kremlin là lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC yêu cầu bắt giữ ông Putin, cũng như nguy cơ xảy ra tấn công bằng máy bay không người lái và phá hoại của Ukraine, cũng như các cuộc tấn công của những kẻ cực đoan Hồi giáo. Ông nói thêm rằng Điện Kremlin đang đặt trong tình trạng cảnh sát đặc biệt cao sau vụ ám sát Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe năm 2022 và vụ ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico vào tháng trước về mặt công khai, điện Kremlin đã nói rằng không cần thiết phải tăng cường an ninh, các biện pháp an ninh đều ở mức tiêu chuẩn, chúng tôi đang làm mọi thứ cần phải làm để đảm bảo an ninh cho tổng thống, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên vào tháng 5 sau vụ ám sát Fico. Trên thực tế, các cơ quan đặc biệt kiểm soát hầu hết các mọi khía cạnh trong cuộc sống của Putin, từ việc kiểm tra chất độc trong tất cả các bữa ăn của ông bằng phòng thí nghiệm di động, một nguồn tin thân cận với điện Kremlin cho biết. Tổng thống có những đầu bếp riêng luôn đi cùng ông, rau quả cũng được mang theo, nguồn tin nói với The Moscow Times. Nhưng ngay cả khi đó, luôn có một nhóm sĩ quan đặc biệt đi cùng Putin để kiểm tra tất cả các bữa ăn trước khi ông ấy được ăn. Ông Putin đã mặc áo giáp tại các sự kiện công cộng ngoài trời, bao gồm cả ở Moscow. Ít nhất kể từ năm 2023, hai quan chức Nga đã trực tiếp gặp Tổng thống Nga trong một số lần xuất hiện này, nói với The Moscow Times một trong các quan chức quen thuộc với vấn đề này cho biết, ông Putin đã làm như vậy theo khuyến nghị mạnh mẽ của cơ quan an ninh tổng thống SBP, một đơn vị thuộc cơ quan bảo vệ liên bang FSO có nhiệm vụ bảo vệ tổng thống. Ông Putin còn mặc áo giáp bên trong áo khoác trong sự kiện ngày chiến thắng năm nay, ngày kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, một trong hai quan chức Nga cho biết. Năm nay vào ngày 9 tháng 5, nhà lãnh đạo rõ ràng đã mặc áo giáp che kín người trong cuộc duyệt binh và tôi nghĩ biện pháp phòng ngừa đó là cần thiết, quan chức thứ nhất nói chúa bảo vệ những người thận trọng quan chức thứ hai nói chas miller một nhà tư vấn độc lập của anh chuyên về an ninh có nguy cơ cao và môi trường thủ địch đã xem xét đoạn video cảnh ông putin tại cuộc duyệt binh ngày chiến thắng theo yêu cầu của the Times. cô kết luận rằng ông thực sự đang mặc áo chống đạn miller cho biết putin có vẻ đi lại khá cứng nhắc và không có nếp nhăn tự nhiên nào xuất hiện ở phía sau áo khoác của ông ấy khi đi lại và bắt tay các quân nhân thân trên của Putin trông không tự nhiên và bờ vai của ông ấy có vẻ khá rộng và vuông, không để lộ hình dáng của lưng và bả vai. Vào khoảng 1 phút 44, một phần áo khoác ngoài của ông dường như bị vướng vào thứ gì đó, có thể là ở vest chống đạn. Trong một số trường hợp, Putin dường như nâng và điều chỉnh vai của mình theo cách thể hiện sự khó chịu trước cách thiết kế áo vest chống đạn trên vai hoặc xương đòn. Cô nói, lưu ý rằng trọng lượng của áo vest có thể gây khó chịu và khó chịu khi mặc trong thời gian dài. Cô nói thêm, người ta thấy ông Putin luôn cài cao áo khoác ngoài và kiểm tra xem nó đã được cài chưa. Như thể ông ấy đang cố gắng đảm bảo không ai có thể nhìn thấy áo bên trong. Theo quan điểm chuyên môn của tôi, ông Putin đang đeo một số loại bảo vệ đạn đạo trong thời gian tham dự cuộc duyệt binh, cô nói. Ngày chiến thắng là một trong những ngày lễ quan trọng và mang tính biểu tượng nhất trong năm đối với Điện Kremlin, với các biện pháp an ninh chặt chẽ và sự chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn trên quảng trường đỏ đã bắt đầu từ trước. Hàng năm, FSO, cơ quan bảo vệ các quan chức hàng đầu của đất nước, đóng cửa quảng trường đỏ, không đón công chúng hai tuần trước cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5. Họ cũng đóng cửa khu vực xung quanh đài tưởng niệm chiến tranh gần bức tường điện Kremlin nơi ông Putin, các vị khách nước ngoài và các nhân vật quan trọng của Nga đến đặt hoa. Chỉ những ai có lời mời đích danh từ điện Kremlin mới được trực tiếp theo dõi cuộc duyệt binh từ khán đài bên cạnh ông Putin và họ cũng được giả soát kỹ lưỡng từ trước đó, cũng như kiểm tra an ninh khi đến sự dự sự kiện. Thừa máy bay nhưng thiếu bom, Ukraine làm gì để đối phó với vũ khí thần kỳ Nga? Với sự hỗ trợ từ phương Tây, Ukraine sẽ có thêm nhiều máy bay để triển khai bom lượn, nhưng nước này vẫn không theo kịp hỏa lực Nga vì số lượng bom được cung cấp vẫn thấp hơn nhiều so với những gì Moscow có trong tay. Ukraine tìm cách đối phó với vũ khí thần kỳ của Nga Lực lượng không quân Nga đã triển khai khoảng 3.000 quả bom lượn ở Ukraine mỗi tháng. Những quả bom lượn có vệ tinh dẫn đường với tầm hoạt động hơn 60 km, đồng nghĩa với việc các máy bay ném bom chiến đấu Su-30, Su-34 và Su-35 của Nga có thể thả những quả bom này nằm ngoài tầm bắn của gần như tất cả hệ thống phòng không Ukraine, ngoại trừ những hệ thống tốt nhất và hiếm nhất của nước này. Những quả bom lượn KAB là những vũ khí thần kỳ của Nga, nhóm phân tích Deep State của Ukraine nhận định, đồng thời cho biết Kiev trên thực tế không có biện pháp đối phó. Có lẽ các lực lượng của Ukraine không thể chống lại những quả bom lượn của Nga, nhưng họ có thể đáp trả bằng những quả bom lượn của mình. Để đạt được mục tiêu đó, lực lượng không quân Ukraine đang chuyển 40-50 tiêm kích MiG-29 và có thể là vài chục chiến đấu cơ Su-27 thành máy bay ném bom lượn bằng cách trang bị cho chúng những quả bom đường kính nhỏ SDB do Mỹ sản xuất. Đây là một sự phát triển quan trọng bởi lực lượng không quân Ukraine với quy mô nhỏ gần như chỉ có 100 chiến đấu cơ thời Liên Xô cho các lựa đoàn, đang trật vật đối phó với chiến dịch bom lượn quy mô lớn của lực lượng không quân Nga lớn hơn nhiều sở hữu hàng trăm tiêm kích Su-30, Su-34 và Su-35, có thể mang 4 hoặc thậm chí là 6 quả bom lượn KAB trong mỗi lần thực hiện nhiệm vụ. Đây là một tin tuyệt vời, nhà phân tích người Phần Lan Joni Askola nhận định. Tuy nhiên, tin xấu là Ukraine có lẽ không có đủ số lượng SDB hoặc đạn dược để trang bị cho tiêm kích MiG và Sukhoi trong chiến dịch ném bom Nga. Không có ai ngoài Lầu Năm Góc và lực lượng không quân Ukraine biết Kiev đã có những quả bom đường kính nhỏ với tầm bắn 111 km và trang bị vệ tinh dẫn đường cho đến khi những bức ảnh xuất hiện trên mạng vào cuối tháng trước, cho thấy một chiếc MiG-29 với 6 quả bom nhỏ bên dưới cánh. Các tiêm kích MiG của Ukraine có thể triển khai bom lượn. Tháng trước, các kỹ sư Mỹ, Pháp và Ukraine đã hợp tác với nhau để trang bị cho ra tiêm kích MiG-29 và Su-27 của Ukraine bom tấn công trực diện phối hợp mở rộng GDAM và bom lượn AASM do Mỹ sản xuất. GDAM và AASM đều nặng 225 kg. SDB có lợi thế là nhỏ hơn và có tầm bắn hoạt động lớn hơn so với GDAM và AASM. Cả hai đều có tầm hoạt động khoảng 64 km trong điều kiện tốt nhất. Một tiêm kích mic hoặc Sukhoi được trang bị SDS có thể tấn công 6 mục tiêu trong một lần xuất kích và thực hiện từ xa để giảm rủi ro từ các hệ thống phòng không Nga. Một điều nữa quan trọng không kém là SDB có chi phí chỉ khoảng 40.000 USD trên quả. Nó có giá trị tương đương GDAM nhưng chỉ bằng 1 phần 5 AISM. Bất kỳ nguồn cung bổ sung nào đều được đánh giá cao, nhà phân tích Askola nói. Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga nhưng với những hạn chế nhất định. Kiev vẫn chưa được sử dụng vũ khí tên lửa ATAK trong trường hợp này. Tình trạng thừa máy bay nhưng thiếu bom của Ukraine Rõ ràng, dựa trên nhịp độ tấn công của Nga, ngành công nghiệp nước này có thể sản xuất khoảng 3.000 quả bom lượn mỗi tháng. Số lượng này cần vài chục chiếc Sukhoi, với mỗi chiếc có thể thả 2 đến 4 quả bom lượn mỗi ngày trong một tháng. Vì thế, giới quan sát cho rằng, lực lượng không quân Ukraine nên có đủ chiến đấu cơ để theo kịp tốc độ chiến dịch ném bom của Nga. Khi Ukraine nhận được 85 tiêm kích F-16 vào mùa hè này, họ sẽ có nhiều hơn con số cần thiết đó. Điều rõ ràng là Ukraine không có đủ bom, Pháp cam kết hỗ trợ 50 quả bom AASM mỗi tháng. Cả Washington và Kiev đều không tiết lộ Mỹ đã gửi cho Ukraine bao nhiêu quả bom GDAM và SDB. Nhưng hợp đồng đầu tiên Lầu Năm Góc ký với Boeing để cung cấp GDAM cho Ukraine vào đầu năm 2023 trị giá 41 triệu USD, đủ để sản xuất 1.000 quả bom. Hợp đồng lớn tiếp theo nhằm cung cấp GDAM với những đầu dò được cải thiện đã diễn ra hơn một năm sau đó. Khó có khả năng các lực lượng Ukraine được hỗ trợ vài trăm quả bom lượt mỗi tháng, có lẽ chỉ bằng một phần mười so với số lượng bom Ukraine cần để theo kịp hỏa lực trên không của Nga. Nga đang áp đảo Ukraine trong chiến dịch ném bom, không phải vì nước này có nhiều chiến đấu cơ hơn, mà là vì Moscow có thể sản xuất nhiều đạn dược hơn. Báo Nga tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí NATO sẽ bùng phát Thế chiến 3. Hãng tin TASS Nga dẫn lời chuyên gia cảnh báo hành động tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí của NATO sẽ leo thang thành chiến tranh thế giới bình luận về việc chính quyền mỹ dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ nga chuyên gia Helga la roche người sáng lập viện skiller của đức đặt câu hỏi với hãng thông tấn tass nga hôm 4 tháng 6 rằng liệu đây có phải là cách tổng thống mỹ joe biden cố gắng tránh thế chiến ba hay không sau khi mỹ thay đổi lập trường chính quyền đức cũng cho phép ukraine sử dụng vũ khí do đức sản xuất để bảo vệ vùng Kharkov khỏi cuộc tấn công của nga chuyên gia la roche nói rằng đức một lần nữa khuất phục trước áp lực của mỹ một cách đáng xấu hổ mối nguy hiểm lớn nhất là các chính quyền phương tây đã tự thuyết phục mình tin rằng nga chỉ đang đùa giỡn trong khi đó thủ tướng hungary viktor orbán nói trên radio khosut rằng châu âu đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại nga nếu quỹ đạo điên cuồng này không dừng lại chúng ta sẽ sớm có Armageddon ngày tận thế chuyên gia nhận định theo bà larusche chuông báo động phải vang lên thật lớn để mọi người đều nghe thấy Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hơn 31 tháng 5 xác nhận Tổng thống Biden đã cho phép sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga. Theo ông, chúng chỉ có thể được sử dụng để tấn công các khu vực của Nga giáp Kharkov. Tuy nhiên, ông Blinken không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi hoạt động trong tương lai. Cùng ngày, nội các bộ trưởng Đức thông báo rằng vũ khí của Đức có thể được sử dụng để bảo vệ vùng Kharkov ở Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga. Vào thời điểm hiện tại, các nước phương Tây không có sự thống nhất về các hạn chế đối với vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng, John Kirby nói rằng, Tổng thống Biden đã hiểu tất cả hậu quả của việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ cho mục đích phản công. Ông nhắc lại rằng, Ukraine chỉ được phép nhắm mục tiêu vào các căn cứ, vị trí pháo binh và các địa điểm quân sự khác mà Nga đang sử dụng để tạo ra một số loại vùng đệm. Ukraine đã yêu cầu Mỹ và các nước phương Tây nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí nước ngoài sau khi quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công mới ở vùng Kharkov phía đông Ukraine vào tháng trước và đã kiểm soát một số ngôi làng dọc biên giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mục tiêu của chiến dịch quân sự ở khu vực Kharkov là nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng súng cối và tên lửa xuyên biên giới thường xuyên của Ukraine nhằm vào vùng Belgorod và các thành phố khác của Nga, ông nói với các phóng viên trong chuyến đi tới trung quốc vào tháng trước rằng moscow không có kế hoạch chiếm giữ thành phố kharkov nga cáo buộc phương tây chuyển cho kiev vũ khí tầm xa để tập kích vào lãnh thổ nga phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev gần đây cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của mỹ vào các mục tiêu của nga sẽ kéo theo một cuộc chiến tranh thế giới Moscow cho rằng Nga đang đối đầu không chỉ với Ukraine mà cả với phương Tây. Moscow coi phương Tây thực tế đã trở thành một bên tham chiến do tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. NATO sắp công bố gói an ninh mới cho Kiev làm cầu nối Ukraine với liên minh. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO dự định công bố một gói an ninh mới cho Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh thường niên tổ chức vào tháng 7 tới tại Washington gói an ninh này được các quan chức nato miêu tả là cầu nối để đáp ứng nguyện vọng của ukraine trở thành thành viên của liên minh trong bối cảnh khối liên minh quân sự này khẳng định sẽ không chấp thuận tư cách thành viên của ukraine cho đến khi giao tranh với nga kết thúc theo tạp chí quốc phòng Defense News, dẫn lời bà Julian Smith, đại sứ Mỹ tại NATO, ngoài việc công bố gói an ninh mới vào tháng 7, ước tính có khoảng 32 quốc gia đang hoàn tất một loạt thỏa thuận song phương để hỗ trợ Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh, trong đó 13 quốc gia đã hoàn tất công việc đó cho đến nay. Phát biểu tại hội nghị của Defense Writers Group ngày 3 tháng 6, đại sứ Smith cho biết các đồng minh sẽ đưa ra một gói sản phẩm quốc phòng đóng vai trò là cầu nối cho tư cách thành viên của Ukraine trong liên minh. Gói an ninh này sẽ là tiếng nói mà chúng tôi sử dụng để đáp ứng nguyện vọng trở thành thành viên của Ukraine. Một phần trong đó sẽ là thể chế hóa một số hỗ trợ song phương đang được cung cấp cho Ukraine để các hỗ trợ đó nằm dưới sự chỉ huy của NATO. Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã nhanh chóng bày tỏ nguyện vọng xin gia nhập nato tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh vào năm ngoái tại litva yêu cầu này của ukraine đã bị từ chối thay vào đó nato cung cấp cho ukraine một gói hỗ trợ kéo dài nhiều năm nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và giúp nước này thay thế các thiết bị thời liên xô Giới quan sát cho hay, việc Ukraine chính thức gia nhập NATO sẽ cho phép Kiev viện dẫn điều khoản phòng thủ tập thể của liên minh và có khả năng gây ra một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn với Nga. Năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Ukraine không thể gia nhập NATO trừ khi cuộc chiến với Nga kết thúc. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Kiev hồi tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã hứa hẹn rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO. Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập NATO. Theo đại sứ Smith, tại hội nghị này, các nước sẽ tập trung vào các kế hoạch phòng thủ và răng đe tại khu vực phía Bắc, Trung và Nam Âu. Hội nghị đánh dấu một sự thay đổi lớn trong toàn liên minh về phương thức các nước đầu tư mua sắm hợp tác để thực hiện các kế hoạch khu vực hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ tập trung vào việc chia sẻ gánh nặng tài chính. Nữ đại sứ hy vọng hơn 20 quốc gia sẽ chi ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội tương ứng cho quốc phòng, mục tiêu do liên minh đặt ra. Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục thúc đẩy và yêu cầu mọi thành viên trong liên minh vạch ra kế hoạch đạt được mức 2% trong vòng vài năm tới. Và tôi nghĩ 99% đồng minh đã lên sẵn kế hoạch, bà Smith chia sẻ tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đang tạo ra một loạt hành lang trên bộ ở tây âu để quân đội mỹ có thể điều động lực lượng ra chiến tuyến kịp thời trong kịch bản xảy ra xung đột với nga Tờ Telegram dẫn lời các quan chức cho biết, quân đội và thiết giáp Mỹ có thể đổ bộ tại một trong năm cảng ở Hà Lan, Hy Lạp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Na Uy, từ đó đi qua các hành lang trên bộ tới các nước NATO giáp Ukraine và sẽ di chuyển dọc theo các tuyến đường hậu cần đã được lên kế hoạch trong tình huống có một cuộc tấn công của Nga. Tuyến đường chính của quân đội Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga sẽ đi qua cảng Rotterdam của Hà Lan đến Đức và Ba Lan. Từ các cảng của Ý, lực lượng Mỹ có thể được vận chuyển bằng đường bộ qua Slovenia và Croatia tới Hungary, quốc gia có chung biên giới với Ukraine. Các hành lang thay thế nhằm vận chuyển lực lượng từ các cảng của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp qua Bulgaria và Romania. Ngoài ra, NATO còn có kế hoạch huy động sự tham gia của Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan vào hoạt động hậu cần dự phòng. Trước đó, tại cuộc họp của NATO ở Vilnius, Lithuania, Năm 2023, các nhà lãnh đạo NATO đồng thuận phát triển các kế hoạch mới để đảm bảo liên minh có thể triển khai 300.000 quân trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, các hoạt động huấn luyện đã bộc lộ những thách thức về quan liêu và cơ sở hạ tầng vận chuyển nhân sự và trang thiết bị. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Na Uy, Erik Kristoffersen, ngày 3 tháng 6 cho rằng Thời gian để NATO chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Nga đang ngắn dần. Trước đó, nhiều người cho rằng chúng ta còn 10 năm nữa để chuẩn bị, nhưng tôi nghĩ chúng ta còn chưa đến 10 năm vì cơ sở công nghiệp của Nga đang phục hồi nhanh. Chúng ta chỉ còn 2-3 năm tới để xây dựng lại lực lượng của mình, xây dựng lại nguồn dự trữ và hỗ trợ Ukraine, theo ông Risto Fashion nói. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn những lo ngại về khả năng phòng không của NATO để bảo vệ khi cơ động quân đội khắp châu Âu, tờ Financial Times hôm 29 tháng 5 dẫn nguồn tin cho biết hơn 2 năm sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, khả năng phòng không của sườn phía đông NATO chưa đạt đến 5% mức cần thiết để ngăn chặn một cuộc tấn công từ bên ngoài. Các thành viên NATO ở Trung và Đông Âu trong những tuần gần đây đã công bố kế hoạch nhằm cải thiện khả năng phòng không tập thể của họ, nhằm đối phó với mối đe dọa từ Nga. Châu Âu bùng nổ đơn đặt hàng vũ khí theo Telegraph ngày 4 tháng 6, nhà thầu quân sự James Ring công bố giá trị đơn đặt hàng trên sổ sách của họ đã tăng 39% trong nửa đầu năm lên mức kỷ lục 1,04 tỷ bản Anh, doanh số cao nhất trong lịch sử công ty. Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy làn sóng tái vũ trang khắp phương Tây. Đơn đặt hàng của công ty bùng nổ từ số lượng lớn đơn mua máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất từ đồng minh bao gồm Anh, Úc và Đức. Ông Michael Orr, giám đốc điều hành của công ty quân sự Ring Anh, cảnh báo sự gia tăng căng thẳng, địa chính trị trên khắp thế giới đang thúc đẩy một chu kỳ tái vũ trang cơ bản dự kiến sẽ kéo dài ít nhất trong thập niên tới. Công ty Chemring cũng tiết lộ họ được hưởng lợi từ các đơn đặt hàng mới cho F-35 với việc Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch mua 2.456 máy bay phản lực cho đến năm 2044, trong khi Bộ Quốc phòng Anh cũng đã xác nhận ý định mua thêm 74 chiếc biến thể F-35B trong tương lai gần. Nga sập bẫy ở Gia, hóa thần nhiệt áp cũng không làm nghiêng cán cân sức mạnh. Không lâu sau khi giành được ADK sau cuộc giao tranh đảm máu kéo dài 5 tháng vào tháng 2 2024, các lực lượng của Nga ở Donbass đã hướng đến một mục tiêu khác, đó là thị trấn công nghiệp Chasetya, nằm ngay ở rìa giấy tuyến ở phía tây Bắc Mốt và phụ thuộc vào một kênh đào với hai điểm dễ dàng vượt qua. Để phòng thủ, Chasetya rất dễ bị tấn công. Quận kênh đào cực đông của nó ở phía xa con kênh tính từ trung tâm thị trấn, thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn. Vì vậy, thị trấn này không phải là một mục tiêu dễ dàng với quân đội Nga. Thậm chí, theo Forbes, giống như nhiều thị trấn tiền tiến khác, nơi này đã trở thành cái bẫy làm tiêu hao lực lượng của Moscow. Theo đó, Nga đã đạt được một số thành quả tại đây, nhưng phải chịu tổn thất lớn. Chiến lược của Nga trong cuộc giao tranh nhiều tháng qua để dành cho xuất gia đã rõ ràng. Dưới sự hỗ trợ của không lực tầm gần, quân đội Nga thuộc Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Bắc Cực 200 và Trung đoàn Tấn công trên không 299, Lữ đoàn Tấn công trên không 11 và các đơn vị khác tấn công vào quận Kênh Đào này để đảm bảo chỗ đứng cho một cuộc tấn công trực tiếp vào trung tâm gia trong khi cũng tấn công vào ngôi làng Kalinina ở ngay phía bắc để tăng sức ép lên các tuyến tiếp tế vào gia Tuy nhiên, mọi thứ không dễ dàng với quân đội Nga, ngay cả việc đưa các hỏa thận diệt áp TOS-1 và TOS-2 vào cha xuất gia, cũng không làm thay đổi quyết định cán cân sức mạnh trong khu vực. Ngày 4 tháng 6, Lữ đoàn Cơ giới 41 của Ukraine, Lữ đoàn Phòng thủ Mật đất 241 và Lữ đoàn Tổng thống vẫn kiểm soát cha xuất gia quận Kênh Đào và Kalinina. Nga đã xoay sở để nhanh chóng đẩy lùi các lực lượng của Ukraine ở Kalinina những ngày gần đây, nhưng Ukraine đã phản công bất chấp các cuộc pháo kích dữ dội từ lữ đoàn 200 của Nga và đã ngược các thành quả của Moscow. Dù vậy, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine vẫn bi quan về tình hình tại quận Kênh Đào. Đối phương sẽ sớm kiểm soát khu vực kênh đào ở Cha Gia bởi các đơn vị của họ đã ở vị trí bao vây khu vực này của thành phố. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố đã phản công và đẩy lùi các lực lượng bao vây của Moscow. Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào phía bắc Kharkov để kéo các đơn vị của Ukraine khỏi chiến trường phía đông nhằm làm suy yếu các phòng tuyến quanh những thị trấn như Chasovya. Tuy nhiên, với nguồn cung đạn dược kịp thời từ Mỹ, Ukraine đã xoay sở để tăng cường các phòng tuyến ở phía bắc và ngăn chặn cuộc tấn công của Nga mà không phải dàn mỏng đáng kể lực lượng trên phòng tuyến phía đông. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, tổn thất của Nga tiếp tục ở mức cao năm 2024 và nhận định tỷ lệ này phản ánh cuộc xung đột tiêu hao của Nga đang được tiến hành trên một tiền tuyến rộng khắp, có khả năng cao hầu hết các lực lượng của Moscow chỉ nhận được sự huấn luyện tối thiểu và họ không thể tiến hành các chiến dịch tấn công phức tạp kế hoạch của Nga đã kéo căng và dàn mỏng lực lượng của Ukraine trước khi tiến vào Chasotya, song theo Forbes, chính Moscow mới đang bị kéo căng và dàn mỏng lực lượng. Dù vậy, có lẽ cuối cùng, Nga sẽ tập trung đủ lực lượng được huấn luyện đầy đủ cho một cuộc tấn công vào quận Kênh Đào và các xưởng quanh nó, tạo điều kiện cho cuộc tấn công sau đó vào trung tâm thị trấn Chasotya. Ukraine thiệt hại khủng ở Donetsk, Kyrgyz, ông Zelensky mô tả tình hình nguy cấp phía Ukraine chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang. Ukraine thì khải khủng ở Donetsk, Kharkiv, Nga lập trạm kiểm soát ở Vojen, Kharkiv. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả tình hình nguy cấp mà Kiev phải đối mặt. Nga lập nhiều trạm kiểm soát ở Vojen. Ngày 4 tháng 6, tỉnh trưởng tỉnh Kharkiv, ông Oleg Sidhuboy, nói Nga thành lập các trạm kiểm soát ở thành phố Vojen, Kharkiv theo tờ The Kiss in the Theo ông Sidhuboy, các trạm kiểm soát này được lực lượng Nga sử dụng để xác định và ghi lại thông tin về người Ukraine ở các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Ông Sid Duhuboy nói rằng, những người đi qua các trạm này thường bị tra tấn, bạo lực tình dục. Phía Nga chưa lên tiếng về thông tin này. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 4 tháng 6, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng các lực lượng Nga tấn công mạnh hơn ở khu vực thành phố Kimpan thuộc Kakit. Với 64 cuộc giao chiến được ghi nhận trên tuyển tiến này kể từ sáng sớm cùng ngày, thành phố Kakit, tỉnh cùng tên, cũng bị quân Nga tấn công dữ dội. Các lực lượng Moskva cũng dội bảy quả bom dẫn đường vào Vojen, theo hãng thông tấn Yukifom. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine và các lực lượng Nga giao tranh dữ dội tại các thành phố chủ lực Ramatos, Adika, Slovian trong ngày qua. Quân Nga tấn công các địa phương Ukraine bằng nhiều tên lửa dẫn đường. Ông Zelensky mô tả tình hình nguy cấp mà Ukraine phải đối mặt trong bài phát biểu thường nhật tối ngày 4 tháng 6, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết, dù mới chỉ là đầu tháng 6, nhưng những tuần tới có thể quyết định số phận của cuộc chiến Ukraine trong nửa năm còn lại theo UK Form. Chúng tôi thấy những mối đe dọa đang tồn tại, nhà nước phải sẵn sàng ứng phó tương ứng. Chúng tôi đang cố gắng hết sức trong từng khía cạnh để mang lại kết quả tốt về cho Ukraine, ông Zelensky nói. Đề cập đến những khó khăn lớn hơn mà Ukraine hiện đang phải đối mặt, ông Zelensky cho biết những tuần tới sẽ quyết định tình hình trong toàn bộ mùa hè và cũng có thể là cả năm. Các tình hình này bao gồm diễn biến quanh Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình về Ukraine, sự đoàn kết của thế giới liên quan Ukraine, mối quan hệ của Kiev với Liên minh châu Âu-EU, cuộc diễn chiến tiến và hoạt động sản xuất trong nước, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm. Ngoài ra, ông Zelensky cho biết, các cuộc tấn công chính và mạnh nhất của Nga hiện là ở tỉnh Donetsk, nơi lực lượng Moscow đang tiến lên điều đặn và vẫn là mục tiêu chính của Điện Kremlin. Như The Kiss in đưa tin, các lực lượng Nga từ các khu vực ở các thành phố Bakhmut và Adika đã di chuyển về phía Tây và bây giờ tiến vào hàng chục ngôi làng nhỏ dọc đường hướng tới thành phố Yar đều ở Donetsk ông zelensky cho biết rằng tình hình ở tỉnh kakit đã ổn định và cảm ơn từng chỉ huy và binh sĩ đã tham gia nỗ lực bảo vệ kakit trước làn sóng đổ bộ của quân nga mấy ngày qua trong bài phát biểu ông zelensky cũng cho biết đã nhận được báo cáo từ các bộ ngành về việc sản xuất và mua sắm máy bay không người lái uav nhấn mạnh rằng các khí tài này đã đóng một vai trò quan trọng trên chiến trường trong những tuần gần đây trong lúc phương tây chạm cung cấp vũ khí cho kiev Giữa lúc chúng tôi vẫn đang chờ đợi các đối tác cung cấp pháo binh, thì UAV thực sự đã cứu được cả mặt trận, ông Zelensky nói. Nga gây thiệt hại khủng cho Ukraine ở Donetsk, Kharkiv. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Nga vào ngày 4 tháng 6 tấn công các đơn vị quân đội và ký tài quân sự của Ukraine ở 112 khu vực khắp chiến tiếng, các đơn vị máy bay tác chiến, chiến thực, UAV, các đội tên lửa và pháo binh thuộc các nhóm lực lượng Nga gây thiệt hại về nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 112 khu vực trên toàn chiến trường trong ngày qua, theo Bộ Quốc phòng Nga. Bộ này cho biết quân Nga tấn công 5 lữ đoàn quân đội Ukraine và đẩy lùi 3 cuộc tấn công của đối phương ở khu vực Kakit trong ngày qua. Các đơn vị của nhóm tác chiến chiến đấu phía Bắc tiếp tục tiến sâu vào tiếng phòng thủ của đối phương trong ngày qua, họ đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 42, bộ binh cơ giới số 57, lữ đoàn không kích 82, bộ binh thủy quân lục chiến số 36 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 125 của quân đội Ukraine, theo bộ này tổn thất của quân đội Ukraine ở thành phố Kharkiv trong ngày qua lên tới 105 người. Ba phương tiện cơ giới quân sự, một bể phóng tên lửa đất đối không OSA, một khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất và một khẩu pháo D-30. Ngoài ra, quân Ukraine mất khoảng 400 binh sĩ trong trận chiến với lực lượng Nga ở thành phố Kimpan, cũng ở tỉnh Kharkiv trong ngày qua tại Donetsk, quân Nga tích cực tấn công vào các vị trí tập kết của các lực lượng Ukraine, hạ hơn 970 binh sĩ Ukraine và phá hủy nhiều khí tài hạng nặng của lực lượng Kiev. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến trung tâm đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc các lữ đoàn cơ giới số 23, 24, 47 và 110 của quân Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không Moskva bắn hạ 41 UAV, 18 hỏa tiễn, của các hệ thống pháo phản lực cơ động cao hai mắt và pháo phản lực phóng loạt Okra trong ngày qua. Trong ngày qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 18 hỏa tiễn dùng cho hai mắt và Okra, hai quả bơm dẫn đường Hammer Pháp sản xuất và 41 UAV của quân Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Nga. Báo Nga, tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí NATO sẽ bùng phát Thế chiến 3. Hãng tin TASS Nga dẫn lời chuyên gia cảnh báo hành động tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí của NATO sẽ leo thang thành chiến tranh thế giới. Bình luận về việc chính quyền Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, chuyên gia Helga Zep Roche, người sáng lập Viện Skiller của Đức, đặt câu hỏi với hãng thông tấn TASS Nga hôm 4 tháng 6 rằng liệu đây có phải là cách Tổng thống Mỹ Joe Biden cố gắng tránh thế chiến ba hay không? Sau khi Mỹ thay đổi lập trường, chính quyền Đức cũng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Đức sản xuất để bảo vệ vùng Kharkov khỏi cuộc tấn công của Nga, chuyên gia Roche nói rằng. Đức một lần nữa khuất phục trước áp lực của Mỹ một cách đáng xấu hổ. Mối nguy hiểm lớn nhất là các chính quyền phương Tây đã tự thuyết phục mình tin rằng Nga chỉ đang đùa giỡn. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói trên radio khô sút rằng châu Âu đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Nga. Nếu quỹ đạo điên cuồng này không dừng lại, chúng ta sẽ sớm có Ahmad Redon ngày tận thế, chuyên gia nhận định. Theo bà Larusche, chuông báo động phải vang lên thật lớn để mọi người đều nghe thấy. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hơn 31 tháng 5 xác nhận Tổng thống Biden đã cho phép sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga. Theo ông, chúng chỉ có thể được sử dụng để tấn công các khu vực của Nga giáp Kharkov. Tuy nhiên, ông Blinken không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi hoạt động trong tương lai. Cùng ngày, nội các bộ trưởng Đức thông báo rằng vũ khí của Đức có thể được sử dụng để bảo vệ vùng Kharkov ở Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga. Vào thời điểm hiện tại, các nước phương Tây không có sự thống nhất về các hạn chế đối với vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng, John Kirby nói rằng, Tổng thống Biden đã hiểu tất cả hậu quả của việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ cho mục đích phản công. Ông nhắc lại rằng, Ukraine chỉ được phép nhắm mục tiêu vào các căn cứ, vị trí pháo binh và các địa điểm quân sự khác mà Nga đang sử dụng để tạo ra một số loại vùng đệm. Ukraine đã yêu cầu Mỹ và các nước phương Tây nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí nước ngoài sau khi quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công mới ở vùng Kharkov phía đông Ukraine vào tháng trước và đã kiểm soát một số ngôi làng dọc biên giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mục tiêu của chiến dịch quân sự ở khu vực Kharkov là nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng súng cối và tên lửa xuyên biên giới thường xuyên của Ukraine nhằm vào vùng Belgorod và các thành phố khác của Nga, ông nói với các phóng viên trong chuyến đi tới trung quốc vào tháng trước rằng moscow không có kế hoạch chiếm giữ thành phố kharkov nga cáo buộc phương tây chuyển cho kiev vũ khí tầm xa để tập kích vào lãnh thổ nga phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev gần đây cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của mỹ vào các mục tiêu của nga sẽ kéo theo một cuộc chiến tranh thế giới Moscow cho rằng Nga đang đối đầu không chỉ với Ukraine mà cả với phương Tây. Moscow coi phương Tây thực tế đã trở thành một bên tham chiến do tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. NATO sắp công bố gói an ninh mới cho Kiev, làm cầu nối Ukraine với liên minh. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO dự định công bố một gói an ninh mới cho Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh thường niên tổ chức vào tháng 7 tới tại Washington gói an ninh này được các quan chức nato miêu tả là cầu nối để đáp ứng nguyện vọng của ukraine trở thành thành viên của liên minh trong bối cảnh khối liên minh quân sự này khẳng định sẽ không chấp thuận tư cách thành viên của ukraine cho đến khi giao tranh với nga kết thúc theo tạp chí quốc phòng Defense News, dẫn lời bà Julian Smith, đại sứ Mỹ tại NATO, ngoài việc công bố gói an ninh mới vào tháng 7, ước tính có khoảng 32 quốc gia đang hoàn tất một loạt thỏa thuận song phương để hỗ trợ Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh, trong đó 13 quốc gia đã hoàn tất công việc đó cho đến nay. Phát biểu tại hội nghị của Defense Writers Group ngày 3 tháng 6, đại sứ Smith cho biết các đồng minh sẽ đưa ra một gói sản phẩm quốc phòng đóng vai trò là cầu nối cho tư cách thành viên của Ukraine trong liên minh. Gói an ninh này sẽ là tiếng nói mà chúng tôi sử dụng để đáp ứng nguyện vọng trở thành thành viên của Ukraine. Một phần trong đó sẽ là thể chế hóa một số hỗ trợ song phương đang được cung cấp cho Ukraine để các hỗ trợ đó nằm dưới sự chỉ huy của NATO. Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã nhanh chóng bày tỏ nguyện vọng xin gia nhập nato tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh vào năm ngoái tại litva yêu cầu này của ukraine đã bị từ chối thay vào đó nato cung cấp cho ukraine một gói hỗ trợ kéo dài nhiều năm nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và giúp nước này thay thế các thiết bị thời liên xô Giới quan sát cho hay, việc Ukraine chính thức gia nhập NATO sẽ cho phép Kiev viện dẫn điều khoản phòng thủ tập thể của liên minh và có khả năng gây ra một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn với Nga. Năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Ukraine không thể gia nhập NATO trừ khi cuộc chiến với Nga kết thúc. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Kiev hồi tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã hứa hẹn rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập NATO. Theo đại sứ Smith, tại hội nghị này, các nước sẽ tập trung vào các kế hoạch phòng thủ và răng đe tại khu vực phía Bắc, Trung và Nam Âu. Hội nghị đánh dấu một sự thay đổi lớn trong toàn liên minh về phương thức các nước đầu tư mua sắm hợp tác để thực hiện các kế hoạch khu vực hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ tập trung vào việc chia sẻ gánh nặng tài chính. Nữ đại sứ hy vọng hơn 20 quốc gia sẽ chi ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội tương ứng cho quốc phòng, mục tiêu do liên minh đặt ra. Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục thúc đẩy và yêu cầu mọi thành viên trong liên minh vạch ra kế hoạch đạt được mức 2% trong vòng vài năm tới. Và tôi nghĩ 99% đồng minh đã lên sẵn kế hoạch, bà Smith chia sẻ. Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang tạo ra một loạt hành lang trên bộ ở Tây Âu để quân đội Mỹ có thể điều động lực lượng ra chiến tuyến kịp thời trong kịch bản xảy ra xung đột với Nga. Từ Telegram dẫn lời các quan chức cho biết, quân đội và thiết giáp Mỹ có thể đổ bộ tại một trong năm cảng ở Hà Lan, Hy Lạp Ý, thổ Nhĩ Kỳ hoặc Na Uy, từ đó đi qua các hành lang trên bộ tới các nước NATO giáp Ukraine và sẽ di chuyển dọc theo các tuyến đường hậu cần đã được lên kế hoạch trong tình huống có một cuộc tấn công của Nga. Tuyến đường chính của quân đội Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga sẽ đi qua cảng Rotterdam của Hà Lan đến Đức và Ba Lan. Từ các cảng của Ý, lực lượng Mỹ có thể được vận chuyển bằng đường bộ qua Slovenia và Croatia tới Hungary, quốc gia có chung biên giới với Ukraine, các hành lang thay thế nhằm vận chuyển lực lượng từ các cảng của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp qua Bulgaria và Romania. Ngoài ra, NATO còn có kế hoạch huy động sự tham gia của Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan vào hoạt động hậu cần dự phòng. Trước đó tại cuộc họp của NATO ở Vilnius, Lithuania năm 2023, các nhà lãnh đạo NATO đồng thuận phát triển các kế hoạch mới để đảm bảo liên minh có thể triển khai 300.000 quân trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, các hoạt động huấn luyện đã bộc lộ những thách thức về quan liêu và cơ sở hạ tầng vận chuyển nhân sự và trang thiết bị. Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Na Uy, Eric Kristofersen, ngày 3 tháng 6 cho rằng thời gian để NATO chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Nga đang ngắn dần. Trước đó, nhiều người cho rằng chúng ta còn 10 năm nữa để chuẩn bị, nhưng tôi nghĩ chúng ta còn chưa đến 10 năm vì cơ sở công nghiệp của Nga đang phục hồi nhanh. Chúng ta chỉ còn 2-3 năm tới để xây dựng lại lực lượng của mình, xây dựng lại nguồn dự trữ và hỗ trợ Ukraine, theo ông Risto Fashion nói. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn những lo ngại về khả năng phòng không của NATO để bảo vệ khi cơ động quân đội khắp châu Âu, theo Financial Times, hôm 29 tháng 5 dẫn nguồn tin cho biết, hơn 2 năm sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, khả năng phòng không của sườn phía đông NATO chưa đạt đến 5% mức cần thiết để ngăn chặn một cuộc tấn công từ bên ngoài. Các thành viên NATO ở Trung và Đông Âu trong những tuần gần đây đã công bố kế hoạch nhằm cải thiện khả năng phòng không tập thể của họ nhằm đối phó với mối đe dọa từ Nga. Châu Âu bùng nổ đơn đặt hàng vũ khí theo Telegraph ngày 4 tháng 6, nhà thầu quân sự James Ring công bố giá trị đơn đặt hàng trên sổ sách của họ đã tăng 39% trong nửa đầu năm lên mức kỷ lục 1,04 tỷ bản Anh, doanh số cao nhất trong lịch sử công ty. Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy làn sóng tái vũ trang khắp phương Tây. Đơn đặt hàng của công ty bùng nổ từ số lượng lớn đơn mua máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất từ đồng minh bao gồm Anh, Úc và Đức. Ông Michael Orr, giám đốc điều hành của công ty quân sự Ring Anh, cảnh báo sự gia tăng căng thẳng địa chính trị trên khắp thế giới đang thúc đẩy một chu kỳ tái vũ trang cơ bản dự kiến sẽ kéo dài ít nhất trong thập niên tới. Công ty Chemring cũng tiết lộ họ được hưởng lợi từ các đơn đặt hàng mới cho F-35 với việc Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch mua 2.456 máy bay phản lực cho đến năm 2044, trong khi Bộ Quốc phòng Anh cũng đã xác nhận ý định mua thêm 74 chiếc biến thể F-35B trong tương lai gần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo